màn hình gập Galaxy Fold 2. Theo trang Android Headlines, bằng sáng chế vừa được Samsung đăng ký hôm 26 tháng 8 cho thấy một thiết kế smartphone màn hình có thể gập khác với dòng Galaxy Fold đời đầu. Đây chắc chắn là một thiết kế mới hoàn toàn vì nó khác với chiếc Galaxy Fold có thể được hãng này cho lên kệ vào ngày mùng 6 tháng 9 tới. Trong bằng sáng chế này có tổng cộng 3 mẫu thiết bị khác nhau, ở mẫu Galaxy Fold 2 được ký hiệu bởi model B và C về cơ bản có thiết kế giống nhau. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là vị trí camera selfie trên màn hình khi mở ra. Trên model B, phần cắt khuyết camera trước nằm ở bên phải màn hình, trong khi trên model C thì nó nằm ở bên trái. Phần còn lại của hai mẫu này có thiết kế khá giống với Galaxy Fold đời đầu với một dãy camera 3 ống kính ở mặt sau và một màn hình nhỏ ở mặt trước trông giống như phiên bản mở rộng của màn hình trên Bao da View của Samsung. Thiết kế thứ ba có thể là mới nhất và rất đáng quan tâm. Nó có tính năng gập theo chiều ngang, khác hẳn với cách gập lại của các mẫu khác. Ngoài ra, màn hình hiển thị bên ngoài rộng hơn so với các model còn lại. Tuy nhiên cụm camera sau vẫn là một hệ thống ba ống kính. Sự khác biệt về thiết kế ở model này là điện thoại sẽ ngắn hơn nhiều khi ở trạng thái gập lại. Còn khi mở ra sẽ trông giống như các mô hình khác với đường viền màn hình nhỏ và camera selfie ở trên. Nhưng ở model này, cảm biến camera selfie được đặt ở chính giữa màn hình thay vì lệch sang trái hay phải như ở hai model còn lại. Theo thông tin mới nhất, Galaxy Fold sau thời gian trì hoãn có thể sẽ được Samsung phát hành vào ngày 6 tháng 9 tới tại Hàn Quốc. Hãng này cũng chưa xác nhận việc sẽ ra mắt Galaxy Fold 2 vào thời điểm nào. Tất nhiên, không phải bất cứ bằng sáng chế nào được nộp lên cũng đều được sử dụng sau đó.